Xin chào các bạn. Như vậy thì chúng ta đã vừa kết thúc tuần giao dịch từ ngày 10 tháng 8 cho đến ngày 14 tháng 8. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nhận định lại đánh giá những diễn biến chính đã xảy ra trong tuần vừa rồi. Và từ đó chúng ta sẽ tiếp tục nêu ra những cái kịch bản tiếp theo để chúng ta sẽ có những cái hướng giải quyết kịp thời và đúng đắn dựa theo các cái diễn biến chính trên thị trường. Đó là những cái nhận định cũng như là những cái phân tích chính cho kịch bản sẽ xảy ra trong tuần từ ngày 17 tháng 8 cho đến ngày 21 tháng 8 trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và như vậy kết phiên ngày hôm nay, phiên cuối tuần ngày 14 tháng 8, với cái việc thất bại trong cái việc là chinh phục cái ngưỡng cái vùng kháng cự 860 điểm, đây là cái ngưỡng cạnh trên trong cái việc phân tích kỹ thuật mà chúng ta biết đây là cái kênh giảm giá về trung hạn lẫn dài hạn, và ngưỡng cạnh trên nó nằm quanh cái vùng 860 điểm. Và rõ ràng trong phiên ngày hôm nay, phiên ngày 14 tháng 8, cái việc thất bại chinh phục ở cái mức điểm 860 điểm này thì thị trường đã đảo chiều, đã có những cái phiên đảo chiều vào cuối phiên. Chỉ số VN Index hiện tại đang lùi về vùng 850 điểm. Cụ thể các bạn thấy hiện tại đóng cửa VN Index của chúng ta đang nằm ở mức điểm là 850.74 điểm, bị suy giảm 4.31 điểm so với mức giá tham chiếu chiếu tương ứng với cái mức suy giảm là 0,5%. Cụ thể hơn khi mà chúng ta nhìn vào cái bảng giá điện tử thì tại đây chúng ta thấy đối với bốn hợp đồng chỉ số phái sinh, với hợp đồng chỉ số phái sinh này thì chúng ta thấy là hôm nay phiên ngày hôm nay là đã đều bị suy giảm từ cái mức là khoảng 2 điểm cho tới 5 điểm. Và với chỉ số hợp đồng phái sinh tháng 8 năm 2020, ngày đáo hạn là ngày 20 tháng 8 năm 2020, chúng ta thấy đóng cửa phiên hôm nay nằm ở mức điểm là 793.5 điểm, nó đã bị suy giảm so với tham chiếu là khoảng 4,8 điểm. Nếu như mà chúng ta so sánh cái chỉ số mức đóng cửa của hợp đồng phái sinh này so với cái chỉ số VN30 cơ sở thì chúng ta thấy hiện tại nó cao hơn so với cái chỉ số VN30 cơ sở là khoảng là 1.5 điểm. Với cái sự lệch điểm cao hơn cái chỉ số VN30 này cho thấy là cái tâm lý của nhà đầu tư vẫn đang trong cái trạng thái là chúng ta thấy là mong muốn một cái kịch bản cũng như là một cái tương lai là cái chỉ số hợp đồng VN30 này sẽ tăng cao hơn với cái mức điểm hiện tại của VN30, chỉ số VN30 chúng ta thấy là đang đóng cửa ở mức là 791.98 điểm, và hôm nay thì chỉ số VN30 cũng bị suy giảm 3.11 điểm so với cái mức giá tham chiếu của nó. Và với cái việc mà tham gia vào cái việc đầu tư chứng khoán phái sinh thì phiên ngày hôm nay sẽ là một cái phiên mà nó cho cái ưu điểm cũng như cái lợi thế short hơn so với các nhà đầu tư. Thì cụ thể các bạn có thể nhìn vào cái mô hình biểu đồ của chỉ số VN phái sinh, chứng khoán phái sinh, các bạn có thể thấy là cái đường giảm giá về trung hạn cũng như là dài hạn, cái đường màu đỏ gạch đứt tại đây các bạn thấy là sau khi mà chúng ta kẻ nối hai đỉnh thì đến cái phiên ngày hôm nay, đó là cái phiên ngày 14 tháng 8, khi mà chúng ta quan sát thấy chỉ số hợp đồng phái sinh tăng lên và có những cái lần nó bị do dự và bị gượng lại quanh cái vùng mà 802.5 điểm như thế này, và khi đó nó chạm vào cái vùng mà cái đường màu đỏ gạch đứt chính là cái đường giảm giá về về trung hạn. Do đó, đây là cái lực kháng cự về cái chiều hướng giảm. Do vậy, nhà đầu tư hoàn toàn có thể mở cái vùng short tại đây. Đây là cái vùng mà các bạn cũng như là các nhà đầu tư nếu trong phiên ngày hôm nay các bạn quan sát và theo dõi đầu tư trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ mở vùng short ngay tại vùng này. Chúng ta sẽ mở lệnh bán quanh cái mức giá là 802.5. Và với cái việc mà các bạn mở cái short vùng short ngay tại này thì đến cái thời điểm mà kết phiên thì các bạn sẽ có mức cái sinh lời khoảng 10 cho đến 12 điểm, 10 12 điểm. Như vậy thì chỉ trong một phiên, chỉ trong một vài giờ thì với cái việc mà chúng ta canh đúng những cái điểm, những cái ngưỡng kháng cự cũng như là những ngưỡng hỗ trợ để chúng ta vào lệnh short hoặc long tương ứng thì chúng ta sẽ có những cái lợi nhuận phù hợp tương ứng với cái việc chúng ta đầu tư trong chứng khoán phái sinh. Và chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại những cái diễn biến chính của thị trường trong phiên ngày hôm nay. Kết phiên thì chỉ số VN Index của chúng ta bị giảm điểm 4.31 điểm. Chúng ta thấy có 145 mã cổ phiếu tăng giá và đến 239 mã cổ phiếu giảm giá. Như vậy thì cái số mã cổ phiếu giảm giá hiện tại là chúng ta thấy là
đang nhiều hơn so với cái mã cổ phiếu tăng giá. Về tình hình chung, ta thấy là thị trường chứng khoán mở cửa có cái mức tăng nhẹ điểm trong cái phiên thứ ba liên tiếp, với các động lực từ các cái mã cổ phiếu bất động sản như là Vingroup, ngành đồ uống như là Vinamilk, các nhóm bán lẻ như là BNG, FPT. Và khi đó kết phiên thì thị trường đã bị đảo chiều, giảm điểm ở cuối phiên, với cái thanh khoản chúng ta thấy trong phiên hôm nay nó cũng đã tăng lên khoảng 20% so với những cái phiên trước đó, đạt khoảng 5.001 tỷ trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta thấy là cái số lượng cổ phiếu được giao dịch, cái khối lượng cổ phiếu giao dịch ngày hôm nay là khoảng 304 triệu cổ phiếu. Và những cái điểm tích cực trong phiên ngày hôm nay đó là nó nằm hoàn toàn trong phiên sáng. Chúng ta thấy là có những cái thời điểm mà rất tích cực khi mà dòng tiền đã tham gia một cách mạnh mẽ cũng như là tích cực tăng dần vào trong thị trường, thì chỉ số VN Index của chúng ta đã được đẩy lên đến cái ngưỡng 860 điểm. Và rõ ràng khi chạm vào cái ngưỡng 860 điểm thì đây là cái đường giảm giá cũng như là cái đường kháng cự về trung hạn và dài hạn. Do đó về cái mặt phân tích kỹ thuật cũng như là về tâm lý của nhà đầu tư thì rõ ràng sẽ chịu áp lực bán ngay tại cái vùng này, ít hay nhiều thì chúng ta vẫn phải chịu tác động cũng như là bị áp lực bán ngay tại vùng này. Mà do vậy khi mà chạm vào cái vùng 810 điểm này thì cái áp lực bán khi đó nó cũng đã dần xuất hiện cũng như là tạo cái áp lực bán gia tăng nhiều hơn. Nhiều cái mã cổ phiếu blue chip, các cái mã cổ phiếu có vốn hóa lớn trên thị trường nằm trong rổ cổ phiếu VN30 dẫn dắt, không trụ, không có khả năng kéo lại cái thị trường. Nhiều mã cổ phiếu blue chip không có dẫn dắt lại được những cái vùng giá cao, do vậy mà thị trường của chúng ta cũng chỉ giữ vững được cái ngưỡng 860 điểm trong khoảng vài phút mà thôi, trước khi mà nó bị lùi về sát tham chiếu và có những cái áp lực bán mạnh ra, từ đó khiến cho chỉ số bị giảm đỏ đi. Và chúng ta thấy là đã bị giảm đỏ tới có những lúc giảm điểm rất là mạnh, tuy nhiên mà đến cuối phiên chúng ta thấy vẫn còn một cái lực kéo đã đỡ thị trường đứng lên, và kết phiên cũng chỉ giảm ở cái mức là 431 điểm. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau mở các cái cổ phiếu nằm trong rổ VN30 để chúng ta xem xét lại các cái cổ phiếu nào đã tăng giảm mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay và ảnh hưởng đến thị trường chung. Như vậy thì về sắc xanh thì chúng ta thấy là chỉ có 9 mã cổ phiếu là sắc xanh mà thôi. Nhưng mà cái sắc xanh này thì chúng ta thấy là chỉ là tăng nhẹ hoặc là tăng nằm trên cái ngưỡng tham chiếu một ít mà thôi thôi các bạn. Chúng ta thấy là đối với mã cổ phiếu của ngân hàng Eximbank, chúng ta thấy là tăng ngày phiên ngày hôm nay là 1,8%. Và mức giá đóng cửa hiện tại của Eximbank là 17.000 trên một cổ phiếu. Tiếp theo các cái cổ phiếu, bốn cái cổ phiếu tiếp theo chúng ta thấy là MB Bank, HD Bank, rồi Thế giới di động, rồi Sapeco, là chúng ta cũng thấy tăng là khoảng 1,1 đến 1,2%. Đây là các cái cổ phiếu chúng ta thấy là cũng tăng nhẹ trong phiên ngày hôm nay. Và còn lại là các cổ phiếu như là Vinamilk, Vinhome, Vô và BNG, chúng ta thấy là cũng đã tăng từ 0,3 cho đến 0,9%. Có đến 5 mã cổ phiếu là đứng giá ngày hôm nay, và còn lại là hầu như là có đến 16 mã cổ phiếu là bị giảm giá. ROS cũng là mã cổ phiếu bị bán cũng như là bị giảm mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay. Tiếp theo đó là Masan, rồi SSI, rồi VBank, chúng ta thấy là cái mức giảm từ 1% trở lên. Và do vậy mà nhìn vào cái biểu đồ phân tích các cổ phiếu ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường ngày hôm nay thì rõ ràng là cái bên bán nó đang chiếm ưu thế rất là lớn, và chúng ta thấy là các cổ phiếu mà có vốn hóa lớn trên thị trường như đặc biệt là cái dòng ngân hàng ngày hôm nay, chúng ta thấy là Vietcombank rồi BIDV bị suy giảm, là nó ảnh hưởng đến cái mức suy giảm toàn thị trường chung là đến một điểm cho đến 0,7 điểm như thế này, là chúng ta thấy mức suy giảm rất là lớn. Và kéo theo đó các cổ phiếu khác, Vingroup, Hòa Phát rồi Masan cũng bị bán mạnh, khiến cho cái thị trường ngày hôm nay của chúng ta nó bị áp lực bán cũng như là áp lực chốt lời, khiến cho chỉ số bị đóng cửa ngay tại cái vùng 850 điểm. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau mở biểu đồ kỹ thuật của chỉ số VN Index để chúng ta cùng nhau có cái hướng nhìn và phân tích cụ thể và rõ ràng hơn. Mình nhắc lại như những cái video trước thì dựa theo cái phương pháp mà phân tích kỹ thuật tại đây, chúng ta thấy là các cái chỉ báo phân tích về cái chiều hướng, cái xu hướng giá của cái biểu đồ kỹ thuật chỉ số VN Index của chúng ta. Các cái chỉ báo như các bạn thấy là tại đây Stock Oscillator, rồi đường MACD, đường trung bình, rồi Bravosa, thì tất cả các chỉ báo này đều đang duy trì một cái trạng thái tích cực.
tức là cái trạng thái mà cho cái động lực tăng giá tiếp theo của chỉ số VN Index của chúng ta về ngắn hạn, mình nhắc lại là về ngắn hạn nha các bạn. Tức là khi mà chỉ số đi ngang quanh cái vùng 850, vùng 845 như thế này này, thì các bạn thấy là thị trường vẫn tiếp tục tăng giá dù là tăng giá trong nghi ngờ. Chúng ta thấy là cái mức tăng giá rất là nhẹ. Tuy nhiên thì nếu cái những cái phiên này nó vẫn tiếp tục tiếp diễn như vậy thì cái đà tăng nó vẫn được kéo dài. Tại vì các cái chỉ báo ngắn hạn, các cái chỉ báo phân tích kỹ thuật ngắn hạn vẫn đang giữ cái trạng thái tích cực này, tiếp tục hướng lên. Chúng ta thấy là nó vẫn đang nằm trên cái đường tín hiệu cho cái tín hiệu mua đối với nhà đầu tư trong ngắn hạn. Thì rõ ràng với những cái chỉ báo kỹ thuật này về phương hướng mà chúng ta phân tích kỹ thuật ngắn hạn thì nó những cái tín hiệu trên nó đang ủng hộ cho chúng ta một cái xu hướng tăng điểm hiện tại của thị trường về ngắn hạn. Còn về trung hạn và dài hạn thì rõ ràng những cái đỉnh giá tại đây theo cái việc mà chúng ta xác định cái xu hướng trung hạn và dài hạn, chúng ta thấy những cái mẫu đường swing low, swing high, swing low và swing high như thế này, đỉnh giá của đỉnh sau thì nó luôn thấp hơn cái đỉnh trước. Khi mà chúng ta kết hợp những cái đường tín hiệu này lại lại thì rõ ràng nó đang nằm trong một xu hướng giảm giá về trung hạn và dài hạn, về trung hạn và dài hạn. Và như thế nào, và khi mà cái phiên ngày hôm nay chạm vào cái vùng 860 cũng như là 855 tại đây, tức là chạm vào cái đường giảm giá về trung hạn và dài hạn. Và rõ ràng nó đã tác động đến tâm lý của nhà đầu tư khiến cho cái chỉ số của chúng ta ngay lập tức bị bán mạnh và bị giảm xuống, đóng cửa ở cái vùng 850 này. Và do vậy, khi mà chúng ta tổng hợp những cái chỉ báo phân tích kỹ thuật ngắn hạn này thì cái kịch bản chúng ta vẫn đang xác nhận là một cái kịch bản tăng giá về ngắn hạn tiếp theo. Tuy nhiên, về gặp cái lực cản ngay cái đường giảm giá về trung hạn và dài hạn như thế này khiến cho tâm lý của nhà đầu tư sẽ bị chững lại. Và khi tâm lý bị chững lại, chúng ta sẽ tiếp tục có những cái nhịp rung lắc quanh cái vùng 850. Quanh cái vùng 850 đến cái vùng 845 tại đây sẽ có những cái nhịp rung lắc tại đây trước khi chúng ta đang đợi một cái tín hiệu tốt đẹp nhất, chính là cái tín hiệu breakout. Đây các bạn, sẽ có những cái đường tín hiệu mà nó sẽ cho chúng ta những cái tin tức cực kỳ tích cực để chúng ta có thể tham gia vào thị trường một cách an toàn cũng như là một cách theo đúng lý thuyết phân tích xu hướng kỹ thuật của chúng ta. Sẽ là những cái thời điểm mà những cái mẫu hình nến Marubozu xuất hiện khiến cho cái tâm lý vững vàng hơn đối với nhà đầu tư và xác nhận một cái xu thế tăng về trung hạn lẫn dài hạn tiếp theo của thị trường. Do vậy, chúng ta vẫn tiếp tục quan sát ngay tại vùng này, chúng ta sẽ không có cái gì lo lắng khi mà chỉ có một phiên mà nó đang bị đóng cửa như thế này cả, không có gì lo lắng cả nha các bạn. Và do vậy mà chúng ta có thể tổng kết lại được một vài cái thông tin về cái nhận định cũng như là những cái tác động có thể ảnh hưởng đến thị trường chung, thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta. Đó là về thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta sẽ có những cái phục hồi tích cực trở lại, khả năng là chúng ta sẽ có những cái nhận định cũng như là những cái định giá đánh giá về cái mức độ phục hồi tích cực kể từ khi mà chúng ta đã xảy ra cái làn sóng đại dịch lần thứ hai COVID-19 lan rộng tại nhiều cái tỉnh thành, với cái vấn đề mà chúng ta được gọi là phục hồi tích cực khi mà với cái sự nỗ lực cũng như là những cái vấn đề tham gia mua ròng lại của các khối tự doanh cũng như là sự quay trở lại của dòng vốn đến từ ETF và các cái nhóm ngành được hưởng lợi từ cái việc đẩy mạnh đầu tư công mà những cái thông báo của chính phủ đã đưa ra, nới lỏng về cái vấn đề tiền tệ với cái lãi suất thấp và thêm những cái nguồn tiền, chúng ta thấy là dịch chuyển cái dòng vốn sản xuất sang Việt Nam cũng đang thu hút một lượng lớn cái dòng tiền như thế này. Một vấn đề chúng ta cũng cảm nhận là nó rất là tích cực và sẽ tác động đến kinh tế phần nào của chúng ta. Về tình hình thế giới thì cũng có những cái chuyển biến tích cực khi mà đã ra các cái thông tin tốt về dữ liệu kinh tế vĩ mô, nó đang tiếp nối những cái đà hồi phục và những cái cuộc ganh đua điều chế về sản xuất vaccine cũng đang trong những cái giai đoạn rất là then chốt đưa chúng ta các cái kết quả ban đầu, nó đã bắt đầu xuất hiện rồi. Các cái nhóm ngành đại diện cho một cái chu kỳ kinh tế mới như là ngân hàng, rồi công nghiệp, rồi bất động sản, rồi tiêu dùng, nó cũng ghi nhận những cái mức tăng trưởng tích cực trong tuần qua. Do vậy, những cái điểm nhấn rất là tích cực kết hợp với những cái diễn biến về tình hình giá hiện tại cho của những cái phiên gần đây, chúng ta thấy nó cũng không không mấy là bi quan cả, không mấy là bi quan cả, nó vẫn bám sát trên cái đường
mà chúng ta đang chờ một cái thời điểm gọi là cái thời điểm break out để vượt thoát ra khỏi cái kênh giảm giá trung hạn này. Do vậy, vẫn những nhận định như mà chúng ta đã nói lúc trước, đó là những cái nhận định về việc phải biết cách quản lý rủi ro giá vốn, quản lý tỷ lệ ký quỹ trong những cái thời gian biến động đầy thăng chốt như thế này, để các bạn có thể quản lý tốt các tài sản của bạn. Đó là những cái vấn đề kiểm soát tâm lý của các nhà đầu tư. Các bạn phải biết cách phân bổ các cái nhóm ngành cổ phiếu phòng thủ, đặc biệt là các cái cổ phiếu mà chi trả cổ tức cao và lợi nhuận hàng năm nó ổn định, có cái mức tăng trưởng hoạt động cốt lõi trong những cái năm tiếp theo. Đó là những cái hướng rất là triển vọng để chúng ta có thể sắp đặt và nhìn vào những cái diễn biến cũng như là những cái kịch bản tiếp theo của chỉ số VN Index của chúng ta. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau phân tích 30 cổ phiếu nằm trong rổ VN30 để chúng ta có những cái đánh giá nó cụ thể và rõ ràng hơn. Đầu tiên chúng ta đến với mã cổ phiếu của ngân hàng BIDV, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Rồi, về xu hướng ngắn hạn thì cổ phiếu BIDV vẫn đang trong cái xu hướng hồi phục về ngắn hạn. Tuy nhiên về trung hạn và dài hạn thì nó là một cái mẫu hình bullish flat. Do vậy về trung hạn và dài hạn nó vẫn đang nằm trong cái kênh xu hướng giảm giá kênh xu hướng giảm giá nha các bạn. Và chúng ta như những phân tích từ video trước, chúng ta đang đợi những cái điểm breakout vượt thoát ra khỏi cái kênh giảm giá này trước khi xác nhận cái tín hiệu mua vào đối với nhà đầu tư. Còn hiện tại chúng ta thấy mức giá hiện tại là 39.000 trên một cổ phiếu của BIDV thì rõ ràng đây là một cái xu hướng lưng chừng. Do vậy nhà đầu tư cần phải tiếp tục quan sát ở những cái giai đoạn này, tránh cái tình trạng mà chúng ta vào tiền ở những cái vùng lưng chừng như thế này sẽ ảnh hưởng và sẽ bị có thể gọi là bị thua lỗ tạm thời khi mà có những cái nhịp điều chỉnh về những cái vùng hỗ trợ thấp hơn. Đặc biệt là cái vùng hỗ trợ gần nhất ở đây là cái vùng 38.000 trên một cổ phiếu đối với cổ phiếu BIDV. Nhận định tiếp tục quan sát đối với cổ phiếu BIDV. Tiếp theo chúng ta đến với mã cổ phiếu của Công Thương. Rồi đối với mã cổ phiếu Công Thương thì sao? Về ngắn hạn thì vẫn là cái xu hướng tăng trưởng, về ngắn hạn tăng trưởng rất là tốt. Về trung hạn và dài hạn vẫn là cái kênh xu hướng sideways giảm giá về trung hạn và dài hạn. Chúng ta thấy là swing high, swing low rồi swing high tạo nên những cái nhịp sóng dao động trong cái kênh giảm giá này. Dẫn đến chúng ta đang xuất hiện cái mô hình giá ở đây chính là cái mô hình bullish flat. Và hiện tại chúng ta đang chờ cái vùng breakout vượt thoát này. Tuy nhiên trong phiên ngày hôm nay chúng ta thấy mức giá nó cũng đã bắt đầu lưng chừng quanh cái đường giảm giá này. Rõ ràng là vẫn chưa có cái tín hiệu vượt thoát hay không. Do vậy về để mà chúng ta đầu tư an toàn trong những cái thương vụ đầu tư của chúng ta thì tại cái vùng giá 23.500 đối với CTG, chúng ta vẫn tiếp tục quan sát để tìm cái điểm vào phù hợp nhất. Khi có những cái mẫu hình nến Marubozu vượt thoát ngay cạnh này thì các bạn phải chú ý để vào lệnh ngay. Còn khi mà xu hướng nó bị sai đi thì chúng ta phải lập tức cắt lỗ để bảo toàn vốn. Ở tiếp theo, Eximbank là một trong những cổ phiếu tất nhiên rồi chúng ta vẫn còn giữ đây các bạn. Chúng ta vẫn còn giữ ngay tại cái vùng mua rất là thấp dưới này, vùng mua 15.000. Thời điểm hiện tại thì giá của Eximbank là 17.000. Và tín hiệu tích cực là các bạn thấy là cái đường giảm giá trung hạn đây. Phiên ngày hôm nay nó đã vượt thoát được rồi, các bạn thấy là nó vượt thoát rồi. Và chỉ cần tích lũy tốt quanh cái nền 16-17.000 như thế này thì chúng ta vẫn có một cái làn sóng, cái hướng tăng trưởng tiếp theo của cổ phiếu Eximbank nha các bạn. Do vậy chúng ta vẫn đang tích cực quan sát cổ phiếu này, chưa có cái gì để chúng ta có thể là lo lắng về cổ phiếu này cả. Và chúng ta thấy là dòng tiền những cái phiên gần đây nó cũng đã bắt đầu đổ vào đối với cổ phiếu Eximbank, báo hiệu một cái tương lai khá là tích cực về trung hạn đối với cái xu hướng tăng tiếp theo của cổ phiếu này. Tiếp theo đến với cổ phiếu FPT. FPT thì cái mô hình giá chúng ta cũng đã vẽ và phân tích tại đây. Về ngắn hạn, đây là cái xu hướng tăng trưởng về ngắn hạn dựa theo các cái chỉ báo kỹ thuật, các cái chỉ báo kỹ thuật tại đây nha các bạn. Rồi, ở đây là về ngắn hạn. Về trung hạn và dài hạn thì vẫn đang nằm trong kênh sideways giảm giá, mô hình bullish flat và đang đợi cái tín hiệu xác nhận vượt thoát ra khỏi cái cạnh
giảm giá về trung hạn này để có thêm một cái kịch bản tốt đẹp hơn cho FPT. Hiện tại mà khi FPT đang nằm vùng giá 47.800 như thế này thì nhà đầu tư mình vẫn lưu tâm là nếu các bạn không mua được cái vùng giá tốt ở những cái nhịp đánh xuống cái vùng hỗ trợ thấp dưới này, vùng 43 đến thời điểm hiện tại mà các bạn đến thời điểm này thì các bạn hoàn toàn có thể nắm giữ, tại vì chưa có gì xấu cả. Nhưng nếu các bạn muốn chưa chưa có cổ phiếu này rồi, chưa có cổ phiếu FPT mà các bạn muốn tham gia mới thì một lời khuyên là chúng ta cần phải chờ một cái nhịp đánh vượt thoát ra khỏi cái kênh màu đỏ gạch đất này trước khi chúng ta tham gia vào để nó an toàn hơn. Và phải có cái tín hiệu xác nhận là cái khối lượng nó phải gia tăng đột biến, thanh khoản nó phải cao, tức là sẽ có những cái nhịp đánh tốt, cái lực vượt thoát ra khỏi cái cảnh giảm giá này để chúng ta vào thì nó sẽ an tâm hơn. Các bạn đừng quên gài cái lệnh cắt lỗ khi mà cái kịch bản nó xảy ra không đúng những cái hướng chúng ta phân tích. Tiếp theo, cổ phiếu gas. Gas hiện tại là một trong những cái tín hiệu cực kỳ tốt. Các bạn thấy là cái kênh như vậy là đối với gas hiện tại mức giá của gas là 72.300, 72.300. Cái kịch bản giảm giá tiếp theo của gas đã không thể xảy ra. Các bạn thấy là cái kịch bản mà giảm giá chúng ta xác định ở đây nó đã không xảy ra mà nó đã đánh vượt thoát ra khỏi kênh giảm giá về trung hạn đây luôn. Đây là cái kênh màu đỏ gạch đất tại đây. Và mô hình đây rõ ràng là sau một cái xu hướng tăng trưởng thì nó hình thành nên cái mô hình bullish flat này và đã cho chúng ta cái tín hiệu vượt thoát. Rõ ràng đây là cái cơ hội để các nhà đầu tư tham gia vào khi mà đã có cái tín hiệu vượt thoát break out đối với gas. Do vậy, đó là một cái trong những cái tín hiệu rất là tích cực để chúng ta có thể tham gia vào. Khi kịch bản xấu đi, chúng ta cần phải đặt cái mức cắt lỗ phù hợp nhất đối với từng cái mức cũng như là tùy theo cái xu hướng cái phong cách đầu tư của bạn. Các bạn có cái mức chịu lỗ cao thì các bạn sẽ cài đặt những cái mức chịu lỗ đó tương ứng với cái lệnh các bạn tham gia vào. Còn hiện tại về phân tích kỹ thuật, cái mô hình giá này đã cho cái tín hiệu tốt đối với gas xác nhận cái xu hướng mua vào nha các bạn. HD Bank. HD Bank cũng như vậy, như đã phân tích từ những video trước, nếu các bạn quan tâm theo dõi thì cái xu hướng đang là xu hướng gia tăng ngắn hạn. Về trung hạn và dài hạn nó vẫn đang tích cực khi mà nó đã vượt thoát khỏi cái mô hình bullish flat này. Do vậy đã cho chúng ta cái vùng mua ngay tại cái thời điểm 26.500 rất là tốt đối với các nhà đầu tư. Với cái mô hình tăng giá như thế này thì nó đã tạo cái tín hiệu vượt thoát, cái khối lượng cũng như là thanh khoản nó bắt đầu gia tăng một cách đột biến, thể hiện dòng tiền đã bắt đầu đổ vào. Với cái mức giá này thì khi các bạn vào đúng nhịp như thế này thì từ đây đến đây thì đã có mức sinh lợi là 3% và nó cũng tương đối là an toàn cũng như là tạo một cái tâm lý, cái nền tảng tốt đẹp đối với nhà đầu tư đối với cổ phiếu HD Bank. Như vậy thì chúng ta vừa xác định hai cái cổ phiếu tốt, đó là cái cổ phiếu đầu tiên là GAT. Như vậy là gas cũng đã tạo cái xu hướng mua về phân tích kỹ thuật. Tiếp theo đó là HD Bank. HD Bank cũng tạo một cái xu hướng mua rất tốt về theo cái phương pháp phân tích kỹ thuật mô hình giá này. Mình nhắc lại đừng quên tạo những cái vùng cắt lỗ an toàn cho các bạn để các bạn tránh cái tình trạng lỗ quá sâu với những cái nhịp đánh ngắn này của thị trường. Hòa Phát. Rồi, Hòa Phát thì như phân tích thì chúng ta vẫn có một cái nhịp khả năng điều chỉnh, đây cái mũi tên đây các bạn. Và các bạn thấy là khả năng sẽ có những cái nhịp điều chỉnh lùi về sát cái vùng 23.5 này trước khi bật tăng ngược trở lại khi mà Hòa Phát cái xu hướng mô hình giá này nó đã vượt thoát và xác nhận được cái xu hướng tăng của cái mô hình rectangle này. Và sau khi vượt thoát được thì chúng ta sẽ có những cái hướng mà thông thường nó vượt thoát ra sẽ có những cái nhịp điều chỉnh lùi về sát cái vùng 23.5 này trước khi bật tăng trở lại. Và cái mục tiêu mà theo cái phương pháp phân tích kỹ thuật này hướng đến đó các bạn, theo cái phương pháp phân tích này kỹ thuật hướng đến là khoảng 9% mức lợi nhuận khi mà các bạn mua trúng cái điểm mua này thì nó sẽ tăng 9% lên khoảng cái vùng 25-26 điểm như thế này theo cái phương pháp phân tích kỹ thuật ngắn hạn thôi nha các bạn. Những cái nhịp này là những cái nhịp chúng ta gọi nhịp đánh ngắn hạn, không phải dài hạn. Khi mà có những cái tín hiệu dài hạn thì chúng ta mới nắm giữ và an toàn hơn. KDH.
Rồi, đối với KDH thì chúng ta sẽ phân tích kỹ thuật, chúng ta sẽ có một cái lực cản quanh cái vùng phía trên vùng 24.8 này, vùng 24.8 này, và rõ ràng nó chưa vượt thoát cái vùng này nên chúng ta cần phải tiếp tục quan sát. Hiện tại mức giá của KDH nhà Khang Điền là 24.500, 24.500. Xu hướng này đang là xu hướng sideways đi ngang, xu hướng sideways đi ngang, và cái nhịp đánh này mà không vượt thoát ra cái vùng 24.800 để chúng ta mở cái lệnh mua nó phù hợp thì khả năng nó sẽ đánh lùi về những cái vùng hỗ trợ thấp hơn, đó là cái vùng giá 23.000 về trung hạn. Tiếp theo ta đến với cổ phiếu của ngân hàng quân đội MB Bank. Đây mà MB Bank cũng như các bạn, về ngắn hạn vẫn đang, các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang cho chúng ta một cái xu hướng tăng trưởng về ngắn hạn đối với MB Bank. Mình nhắc lại, đối với các nhà đầu tư chưa tham gia vào được cái vùng giá 15.600 này đối với MB Bank thì cái việc mà cổ phiếu vượt thoát ra khỏi cái vùng cái mô hình bullish flat này, cái mô hình giá bullish flat này, và theo phương pháp phân tích kỹ thuật nó cho chúng ta cái vùng mua ngay tại vùng giá 16.8 này, vùng giá 16.8 này. Đây, ngay cái vùng giá 16.8 này, tức là nó đã vượt thoát ra khỏi cái đường trung hạn này để có thể có một cái kịch bản tăng giá tiếp theo. Do vậy mở cái vùng mua như thế này là tương đối hợp lý. Đừng quên cái xu hướng là cắt lỗ nếu như kịch bản nó đi sai đi nha các bạn. Chúng ta vẫn giữ hai cái kịch bản và chúng ta phải nương theo cái xu hướng giá của thị trường, tránh cái tình trạng mà chúng ta chỉ có một cái kịch bản duy nhất là thị trường tăng mà thôi ha. Như vậy là chúng ta sẽ rất là bị động. Tiếp đến là Masan. Rồi Masan vẫn đang bị đè nha các bạn. Chúng ta thấy là nó đã vượt thoát ra khỏi cái kênh giảm giá về trung hạn và dài hạn như thế này. Tuy nhiên thì cái phiên bán ngày hôm nay nó tương đối mạnh khiến cho cái chỉ số cũng như là các cái chỉ báo kỹ thuật nó nhạy cảm và nó thay đổi khả năng là đảo cái xu hướng tiếp theo. Tuy nhiên thì chỉ cần cổ phiếu này nó có những cái nhịp điều chỉnh lùi về quanh cái vùng này thì cũng là một cái cơ hội mở mua mới trước khi nó bật tăng trở lại. Đó là cái xu hướng chúng ta đang phân tích rất là tích cực đối với Masan. Tuy nhiên về Masan cái xu hướng này, cái nhịp đánh này nó chưa rõ ràng lắm. Do vậy các nhà đầu tư hoàn toàn có thể quan sát đợi những cái nhịp mua tốt hơn quanh cái vùng 52 này thì để cho chúng ta an toàn hơn và chúng ta ít ít bị chịu những cái thiệt hại cũng như là những cái mức lỗ về ngắn hạn, rủi ro về ngắn hạn. Tức là cái vùng 52 cực kỳ tốt cho các bạn, tiếp tục quan sát cái vùng này để thấy mua xác nhận cái xu hướng bật tăng trở lại của Masan. Thế giới di động ạ. Rồi thế giới di động hiện tại mức giá 83.000. Thế giới di động đã vượt thoát khỏi cái mô hình giá bullish flat này là tương đối tốt đối với nhà đầu tư, thể hiện cái tín hiệu mở mua khi là chúng ta thấy khối lượng mua gần đây nó cũng đã bắt đầu tốt hơn. Do vậy đây cũng là một cái tín hiệu cũng như là cái điểm mua tốt đối với nhà đầu tư. Đừng quên kịch bản cắt lỗ. Mình vẫn luôn nhắc đến các bạn kịch bản cắt lỗ. Đầu tư là phải như vậy, chúng ta phải có những kịch bản để chúng ta không không bị động đối với thị trường, không bị động đối với thị trường. Tuy nhiên thì mình nhắc lại là đối với cổ phiếu của thế giới di động á, thì như cái lần trước mà chúng ta mua theo phân tích kỹ thuật thì hiện tại cái xu hướng tăng của thế giới di động là rất là thấp, chúng ta chốt lời chỉ khoảng 3% mà thôi. Như vậy thì cái xu hướng tăng này rõ ràng là rất là thấp và nó đang đi theo cái xu hướng sideways đi ngang là chính. Do vậy cái việc mở mua này các bạn cũng phải xác nhận là nó sẽ bị lợi nhuận rất là thấp. Nó phù hợp đối với các nhà đầu tư nắm giữ về lâu hạn, về dài hạn mà thôi, nó sẽ phù hợp hơn. Còn về lướt sóng là rõ ràng hiệu quả theo mình đánh giá là nó sẽ không cao. Novaland. Rồi Novaland chúng ta vẫn còn giữ cổ phiếu này ở cái vùng mua 51.000. Đến thời điểm hiện tại Novaland đang có mức giá 63.000. Tín hiệu ngắn hạn, các cái chỉ báo kỹ thuật tại đây đang báo cho chúng ta xu hướng đảo chiều của Novaland và do vậy thì nó sẽ xuất hiện một cái mũi tên đảo chiều quay xuống ngay cái vùng hỗ trợ quanh cái vùng giá 61.62 này, và từ đó chúng ta sẽ tạo ra một cái mô hình hai đáy trước khi bật tăng trở lại. Do vậy chúng ta vẫn tiếp tục quan sát ở cái vùng giá này khi mà chúng ta đã nắm giữ cổ phiếu này ở những vùng mua rất là thấp, tương đối an toàn đối với chúng ta.
Tiếp theo chúng ta đến với BLX. BLX mức giá hiện tại là 46.060. Và cái mô hình giá này rất là đẹp khi mà đã vượt thoát ra khỏi cái mô hình giá. Ở đây là mô hình bullish flat về giảm giá trung hạn và dài hạn, vượt thoát và chúng ta thấy cái vùng breakout ngay tại đây rồi. Như vậy thì các bạn quan tâm theo dõi thì các bạn phải biết ngay tại cái điểm mua, cái điểm mua vượt thoát ngay tại đây nha các bạn. Xu hướng các cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại đang báo một cái xu hướng tăng trưởng về ngắn hạn, tăng trưởng về ngắn hạn. Do vậy nó cũng tương đối và hoàn toàn phù hợp khi mà các bạn tham gia đúng vào cái nhịp giá tại vùng 45.500 tại đây đối với cổ phiếu của sàn dầu BLX. Như vậy thì các cái cổ phiếu nằm trong rổ VN30 thì sau khi mà chúng ta quan sát thấy thì cũng đã có một vài cái mà cổ phiếu nó bắt đầu nó vượt thoát ra khỏi cái kênh giảm giá về trung hạn rồi, báo hiệu những cái tín hiệu rất là tích cực, tương đối là tích cực đối với tình hình của thị trường chung. Ở đây là mình nhắc lại các cái quan điểm đầu tư cá nhân, đây là các cái hướng đầu tư theo quan điểm đầu tư cá nhân của mình chia sẻ cùng với mọi người. Không có bất kỳ các khuyến nghị mua bán gì đối với mọi người, tại vì tiền đầu tư là của các bạn và các bạn đang nắm giữ nó, mình không nắm giữ gì đối với tiền đầu tư của bạn. Do vậy thì những cái quyết định này phải được các bạn đưa ra ha. Mình sẽ giúp các bạn chia sẻ những cái mô hình giá cũng như là những cái đặc điểm phân tích kỹ thuật của các cổ phiếu để phần nào giúp cho các bạn có thể đầu tư một cách tốt hơn. Tiếp theo là BNG. Rồi BNG, chúng ta thấy là mức giá hiện tại 56.500. Tín hiệu ngắn hạn đang có cái tín hiệu tăng trưởng theo các chỉ báo MACD, Stock Oscillator và Bravosa này. Kênh xu hướng, đây là một kênh xu hướng đặc trưng, chúng ta phân tích hầu như các cổ phiếu đang nằm trong cái kênh xu hướng mô hình giá bullish flat đang có cái tín hiệu vượt thoát ra khỏi cái cạnh giảm giá trung hạn này. Do vậy, ưu tiên quan sát cổ phiếu BNG để tìm cái vùng mua phù hợp khi có những cái tín hiệu vượt thoát mạnh ra khỏi vùng này. Đó là những vùng breakout để báo cái điểm mua đối với nhà đầu tư. Đây, nhắc lại các bạn nên nhớ điều này ha. Bow. Rồi bow. Mức giá hiện tại 9.990. Tín hiệu hiện tại về ngắn hạn là tín hiệu tăng trưởng. Rồi đây là tín hiệu tăng trưởng tốt rồi các bạn. Về trung hạn và dài hạn đang góp phần cải thiện khi mà cái mô hình bullish flat này nó đã vượt thoát ra, xác nhận vượt thoát ra. Khi các nhà đầu tư quan tâm đến bao thì sẽ đã mở vùng mua quanh vùng giá này. Rồi, bao cũng đã tín báo cho chúng ta cái tín hiệu vùng mua rồi. Tiếp đến cổ phiếu RE nha các bạn. Đối với RE cũng đang là một cái xu hướng tăng khá là tích cực như thế này. Chúng ta thấy là RE liên tục tăng trưởng và cái sự tăng trưởng này làm cho ổn định cũng như là cho chúng ta một cái xu hướng tăng trưởng về dài hạn đã kéo dài rất là lâu đối với cổ phiếu của cơ điện lạnh. Do vậy, khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tham gia vào cổ phiếu RE ở những cái vùng hỗ trợ thấp ở phía dưới. Các bạn có thể quan sát những cái vùng hỗ trợ này khi mà hầu như các cái tín hiệu tại đây, Stock Oscillator, MACD và Bravosa đang đều tập trung hướng vào một cái xu hướng tăng trưởng tiếp theo của cổ phiếu cơ điện lạnh RE này. Do vậy nó đã góp phần nào cho chúng ta thấy một cái tâm lý rất an tâm đối với nhà đầu tư. Mình sẽ xóa các cái đường mà mình đã vẽ tại đây để cho nó dễ nhìn. Nhiều khi chúng ta nhìn vào rất là nhiều như thế này nó sẽ bị rối mắt nếu các bạn không quan vào cái việc nhìn vào các biểu đồ giá tại đây. Rồi tiếp theo cổ phiếu RE cũng đang tốt, ROT. Rõ ràng ROT thì nó vẫn đang nằm trong một cái kênh xu hướng giảm giá về dài hạn và trung hạn. Về ngắn hạn thì chúng ta thấy nó đang rơi vào cái trạng thái dao động xoay quay quanh cái vùng 2000 đến cái vùng 2003, 2004 như thế này. Thì đối với cổ phiếu ROT này về cái mức đầu tư thì nó tương đối là rủi ro khi mà các xu hướng giá của nó liên tục phá vỡ các mô hình kỹ thuật và nó không theo bất kỳ cái mô hình kỹ thuật nào để chúng ta có thể phân tích kỹ thuật một cách nó có xác suất tốt cả. Do vậy khuyến nghị nhà đầu tư có thể là tạm thời quan sát cổ phiếu này, mà chúng ta hạn chế, cũng nên hạn chế đầu tư vào cổ phiếu mà các cái xu hướng phân tích kỹ thuật nó không được rõ ràng như thế này. Tiếp theo SAB.
Đối với SAB thì tại đây chúng ta thấy là nó đang rơi vào cái trạng thái là sideways đi ngang quanh cái vùng giá này về trong ngắn hạn. Tuy nhiên về trung hạn và dài hạn hiện tại nó vẫn đang có cái tín hiệu tốt. Và khi mà cổ phiếu này có những cái nhịp điều chỉnh sát xuống cái vùng hỗ trợ 179, 180 này, có thể là khuyến nghị các bạn có thể giải ngân từng phần để chúng ta có thể tham gia vào cũng như là quan sát và theo dõi cổ phiếu này trong những cái giai đoạn tiếp theo. Tại vì về trung hạn và dài hạn cổ phiếu vẫn đang trong một cái xu hướng tăng trưởng tích cực khi mà nó liên tục nó giữ vững được những cái ngưỡng hỗ trợ thấp ở phía dưới. Và cái tiềm năng nhìn nhận thì cổ phiếu khả năng sẽ tăng lên lại cái vùng đỉnh gần nhất tại đây, cái vùng giá 204, 204. Do vậy cũng khuyến nghị các bạn giải ngân từng phần. Vì nó chưa có cái vấn đề chắc chắn, do vậy thì cũng không nên giải ngân toàn bộ cái số vốn mà các bạn hiện đang có, sẽ gây ra những cái rủi ro nhất định khi mà các bạn tham gia vào thị trường. Tiếp theo đó là cổ phiếu SBT. Rồi mình nhắc lại, đối với SBT thì xu hướng giảm giá đang là xu hướng giảm giá trung hạn, dài hạn. Về ngắn hạn cũng đang có một cái nhịp điều chỉnh đang xuất hiện tại đây. Với cái mức giá hiện tại 13.900 đối với cổ phiếu SBT, vẫn chưa có cái dấu hiệu vượt thoát ra khỏi kênh giảm giá về trung hạn. Do vậy đối với cổ phiếu SBT vẫn đang khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục quan sát, tại vì với cái xu hướng này cổ phiếu SBT hầu như đang có một cái xu hướng giảm giá gần sát tiến về cái vùng hỗ trợ phía dưới này, quanh vùng giá 13 nha, quanh vùng giá người 13 nha. Do vậy khuyến nghị là sẽ tiếp tục quan sát đối với cổ phiếu SBT khi chưa có những cái tín hiệu tăng trưởng trở lại rõ ràng. Chúng ta đến với SBT rồi, SSA. Đối với cổ phiếu SSI về ngắn hạn đang có cái tín hiệu hồi phục về ngắn hạn. Tuy nhiên về trung hạn và dài hạn thì rõ ràng nó đang rơi vào một cái kênh xu hướng sideways đi ngang. Mà với cái mức giá 14.600 này thì thể hiện một cái mức giá đang rất là lưng chừng đối với SSI. Do vậy, quan điểm đầu tư của mình thì chúng ta phải tiếp tục quan sát khi mà nó chưa có những cái tín hiệu vượt thoát để tăng trưởng trở lại, hay là chạm vào những cái vùng hỗ trợ tốt hơn phía dưới này. Tốt nhất là phải quan sát tiếp tục đối với cổ phiếu SSD này. STB. STB xu hướng đang là xu hướng tăng trưởng hồi phục về ngắn hạn. Về trung hạn và dài hạn đang có cái tín hiệu giảm giá, sideways giảm giá về trung hạn và dài hạn. Mô hình giá hiện tại vẫn đang là mô hình giá bullish flat. Tín hiệu xác nhận cụ thể rõ ràng khi mà có thể mở vùng mua được đối với STB là khi mà giá có những cái mức độ vượt thoát ra khỏi vùng giá 11.000 tại đây, thì sẽ xác nhận cái tín hiệu mua đối với nhà đầu tư. Hiện tại ở vùng giá 10.700, tín hiệu đang lưng chừng và chưa chưa rõ cái tín hiệu xác nhận tăng giá về trung hạn và dài hạn. Khả năng vẫn còn một cái kịch bản khả năng xảy ra lớn, đó là kịch bản tiếp tục giảm giá trong cái kênh sideways giảm giá trung hạn này. Do vậy, khuyến nghị nhà đầu tư quan sát đối với cổ phiếu STB Sài Gòn Thương Tín. Tiếp theo chúng ta đến với cổ phiếu của Techcombank với mã cổ phiếu là TCB. Tiếp theo, cổ phiếu Techcombank chúng ta thấy là cổ phiếu này đang trong một cái xu hướng hồi phục về ngắn hạn. Tuy nhiên về trung hạn thì vẫn chưa báo cho chúng ta cái vùng mua thích hợp về trung hạn và dài hạn. Đang có cái vùng kháng cự quanh cái vùng giá 20.3 này, và khi có những cái tín hiệu mẫu hình nến xác nhận rõ ràng vượt thoát ra khỏi vùng giá 20.3 này, thì sẽ đó là cái tín hiệu mở vùng mua phù hợp đối với nhà đầu tư đối với cổ phiếu của Techcombank. Rồi tiếp theo chúng ta đang đến với cái xu hướng TCH. Rồi đối với TCH thì hiện tại cái xu hướng là sideways đi ngang về trung hạn và dài hạn, mô hình giá rectangle. Về ngắn hạn khả năng sẽ tiếp tục lùi về cái nhịp điều chỉnh giảm xuống cái vùng hỗ trợ phía dưới này, quanh vùng giá 20.000 trên một cổ phiếu đối với cổ phiếu TCH dịch vụ tài chính Hoàng Huy. Do vậy nhà đầu tư tiếp tục quan sát và khuyến nghị là khả năng nếu như nó rơi xuống cái vùng giá 20 này mà nó hỗ trợ tốt thì khả năng các bạn có thể giải ngân một phần để các bạn có thể là dành cái quan tâm đối với cổ phiếu TCH này lướt sóng trong ngắn hạn. Chúng ta đến với cổ phiếu Vietcombank. Vietcombank về xu hướng ngắn hạn đang là xu hướng tăng trưởng hồi phục. Đây chúng ta đã có một cái thời điểm gọi là break out ra khỏi cái vùng mua, tức là nó đã vượt thoát ra khỏi kênh giảm giá về trung hạn và dài hạn. Trong cái kênh sideways giảm giá về trung hạn và dài hạn này thì cái thời điểm mà cổ phiếu vượt thoát ra khỏi cái vùng giá 81.82 này á, 81.82 này thì đã báo cho chúng ta một cái tín hiệu mua. Tuy nhiên sau khi mà vượt thoát thì cái tín hiệu đã dần xuất hiện những cái vùng đi ngang, thể hiện cái vấn đề là tiếp tục rơi vào cái kênh phân phối này.
Do vậy, khi mà Vietcombank rơi vào cái kênh mà phân phối này, khả năng sẽ có một cái nhịp điều chỉnh giảm nhẹ trở lại các bạn. Khả năng sẽ tiếp tục giảm nhẹ xuống cái vùng 80 chấm 5 như thế này, 80, 81, 80, 81 ở đây. Và khi mà nó hỗ trợ tốt quanh cái vùng 81 này thì vẫn khuyến nghị chúng ta mở cái vùng mua để xác nhận một cái xu hướng tăng trưởng trở lại đối với Vietcombank. Đối với Vietcombank thì chúng ta vẫn đang nắm giữ cổ phiếu này ở cái vùng mua 67. Do vậy, đối với mình thì mình vẫn tiếp tục quan sát để xác nhận cái xu hướng tăng trưởng trở lại của Vietcombank. Tiếp theo chúng ta đến cổ phiếu Vinhome. Tiếp theo cổ phiếu Vinhome thì chúng ta đã mở những cái vùng mua đầu tiên và vùng mua thứ hai quanh vùng giá 70 63 đến 72 như thế này và vẫn đang tiếp tục nắm giữ đối với cổ phiếu của Vinhome. Hiện tại cái mô hình giá xu hướng hiện tại của Vinhome đang nằm trong kênh sideways đi nha, về trung hạn và dài hạn. Mẫu hình giá và mô hình giá như thế này đang tích lũy rất là tốt quanh cái vùng 78, khả năng sẽ vượt thoát để có thể chúng ta lên cái vùng kháng cự gần nhất quanh vùng giá 83 theo cái xu hướng dài hạn và trung hạn đối với cổ phiếu của Vinhome. Vingroup. Đối với cái mô hình giá của Vingroup hiện tại tương đối xấu khi mà nó vẫn đang nằm trong cái kênh giảm giá về trung hạn và dài hạn. Do vậy, khuyến nghị nhà đầu tư vẫn tiếp tục quan sát đối với cổ phiếu Vingroup quanh vùng giá 87.4 này, 87.4 này. Khi mà tại đây chúng ta thấy là cổ phiếu đã liên tục có những cái áp lực chốt lời cũng như là những cái mô hình thanh khoản không có đều đặn. Và với cái việc mà cái số lượng cổ phiếu liên tục bị áp lực chốt lời như thế này thì khả năng sẽ có một cái phiên phân phối để điều chỉnh giảm trở lại những cái vùng hỗ trợ thấp hơn đối với cổ phiếu của Vingroup. Chúng ta đến với cổ phiếu của Vietjet. Vietjet các bạn, nó hiện tại đối với các cái cổ phiếu của sân bay thì cái tín hiệu nó tương đối là xấu và cổ phiếu đang rơi vào một cái giai đoạn giảm rất là mạnh về trung hạn và dài hạn. Mức giá hiện tại 100.600 đối với cổ phiếu Vietjet. Đây là cái trạng thái mà nó chỉ đạt ở cái vùng cân bằng hỗ trợ trong tháng 8 đây, các bạn chữ B đây, quanh cái vùng giá 100 ngàn. Do vậy cái tín hiệu này chưa đủ để vượt thoát ra khỏi kênh giảm giá mà nó đã kéo dài hàng tháng qua, hàng tháng qua. Khuyến nghị tiếp tục quan sát đối với cổ phiếu này, chưa nên vội tham gia vào. Vinamilk. Vinamilk mức giá hiện tại 116.700. Cái mô hình giá hiện tại đang đi vào kênh sideways đi ngang và khả năng Vinamilk sẽ bám sát mình, khả năng sẽ bám sát theo cái vùng R1 đây các bạn, vùng 115 ngàn, sẽ có những nhịp điều chỉnh rung lắc quanh cái đoạn này, chưa có cái tiềm năng để vượt thoát tăng trưởng trở lại. Do vậy, đối với các nhà đầu tư vẫn tiếp tục quan sát đối với cổ phiếu này thích hợp cho các nhà đầu tư nắm giữ về về dài hạn vài năm. Còn về lướt sóng ngắn hạn thì cái đoạn này khả năng nó sẽ không tạo ra một cái nhịp sóng, những cái biến động nào nó tương đối lớn để các nhà đầu tư có thể tham gia vào lướt sóng. VPBank. Rồi xu vướng của VPBank hiện tại là xu hướng giảm giá về trung hạn và dài hạn. Tương đối xấu, tương đối xấu hiện tại, nhưng màu hình nến này liên tục bị áp lực bán chốt lời ra, khả năng sẽ điều chỉnh về cái nhịp, cái ngưỡng giá hỗ trợ quanh cái chữ B này các bạn, quanh vùng giá 20 đây, vùng giá 20 21 ngàn trên một cổ phiếu đối với VPBank. Do vậy khuyến nghị chưa vội mở vùng mua đối với VPBank. Cuối cùng chúng ta đến với cổ phiếu là VRE. Tại đây VRE đang xác nhận một cái giai đoạn xu hướng đi ngang, chúng ta đã mở vùng mua cổ phiếu này quanh cái vùng 24 25 ngàn và đến thời điểm này VRE vẫn đang cho cái mức lợi nhuận là 7% 7% và sideways đi ngang. Do vậy cái xu hướng này chưa rõ ràng tăng trưởng tiếp theo hay không, do vậy nhà đầu tư vẫn tiếp tục quan sát. Và cuối cùng chúng ta đã phân tích xong 30 cổ phiếu nằm trong rổ VN30 và tổng kết lại thì một vài mã cổ phiếu đã cho cái tín hiệu tích cực khi mà đã vượt thoát ra được cái kênh giảm giá về trung hạn cũng như là dài hạn, cho những cái vùng mua tương đối là tích cực cũng như là cái xác suất chứng thắng cao đối với các nhà đầu tư. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm về theo dõi video của mình. Chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.